chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối nay, thứ ba ngày 8 tháng 2 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Và bây giờ là những nội dung đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Nhiều đơn vị địa phương trong tỉnh đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022. Hưng Yên nỗ lực trồng cây phủ xanh những tuyến đường. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất nông nghiệp. Hưng Yên đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư. Tín hiệu sản xuất lạc quan từ các doanh nghiệp ngay từ những ngày đầu năm Nhâm Dần 2022. Và các bạn, sau lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Nhâm Dần 2022 do Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên trọng thể tổ chức vào ngày 7 tháng 2, tức ngày 7 Tết Nguyên đán. Hôm nay các đơn vị địa phương trong tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ phát động Tết trồng cây. Sự lễ phát động có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng chí Đặng Ngọc Quỳnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự lễ phát động Tết trồng cây Xuân Nhâm Dần 2022 tại huyện Phù Cử. Năm 2021, huyện Phù Cử đã trồng được trên 53.000 cây xanh, trong đó có trên 27.000 cây vải, 25.000 cây ăn quả các loại và trên 700 cây bóng mát. Năm 2022, huyện Phù Cử có kế hoạch trồng trên 57.000 cây các loại, trong đó có trên 55.000 cây ăn quả, trên 1.300 cây lấy gỗ bóng mát. Các địa phương trong huyện cũng đã đưa vào trồng các giống cây trồng chủ lực theo hướng quy hoạch phát triển của huyện và đặc thù của từng địa phương. Dự lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Yên Mỹ có đồng chí Phạm Văn Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh. Trong năm 2022, huyện Yên Mỹ phấn đấu ít nhất mỗi người dân trồng một cây xanh, toàn huyện trồng hơn 1.000 cây bóng mát. Các loại cây được bố trí trồng ở các địa điểm thích hợp như trụ sở các cơ quan, trường học, dọc các đường giao thông, tạo môi trường xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc bảo vệ môi trường sống, tạo cảnh quan phù hợp quy hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới. Đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã đến dự lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Văn Giang. Năm nay, huyện Văn Giang phấn đấu trồng 15.000 cây, trong đó trồng 13.000 cây ăn quả, cây cảnh và 2.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ. Để phong trào trồng cây mùa xuân đạt hiệu quả, huyện Văn Giang tăng cường tuyên truyền vận động người dân trồng cây gắn với phát triển kinh tế xã hội, lựa chọn cây trồng phù hợp để thay thế các loại cây già cỗi, giá trị thấp để mang lại hiệu quả kinh tế và tạo cảnh quan môi trường. Dự lễ phát động Tết trồng cây tại trường Trung học cơ sở chất lượng cao Dương Phúc Tư, thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm có đồng chí Lê Xuân Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Năm 2022, huyện Văn Lâm phấn đấu trồng mới trên 1.500 cây xanh, một số loại cây chính gồm bàng Đài Loan, bằng lăng, Osaka hoa vàng, hoa ban Tây Bắc kèn hồng. 100% các xã thị trấn tổ chức trồng hoa cây xanh trên hành lang các trục đường giao thông, đường làng ngõ xóm, khu trung tâm. Dự lễ phát động trồng cây mùa xuân tại huyện Khoái Châu có đồng chí Bùi Thế Cử, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Năm nay huyện Khoái Châu phấn đấu trồng 13.000 cây các loại, trong đó trồng 10.000 cây ăn quả và 3.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ. Để việc trồng cây mùa xuân tạo sức lan tỏa đến toàn nhân dân trên địa bàn huyện đạt hiệu quả, huyện Khoái Châu tăng cường tuyên truyền vận động người dân gắn việc trồng cây với phát triển kinh tế xã hội địa phương, chỉ đạo các cơ quan đơn vị địa phương lựa chọn các địa điểm công cộng để trồng các loại cây phù hợp mang lại hiệu quả kinh tế và bảo vệ môi trường. Dự lễ phát động Tết trồng cây tại thị xã Mỹ Hào có đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào. Năm 2022, thị xã Mỹ Hào phấn đấu trồng 9.000 cây xanh các loại. Mỗi phường xã phấn đấu trồng từ 1 đến 2 tuyến đường cây đường hoa. Sau lễ phát động, các đại biểu đã tham gia trồng cây trên tuyến đường Trần Thị Khang, khu quần thể di tích lịch sử văn hóa tướng quân Nguyễn Thiện Thuật.
Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã dự lễ phát động Tết trồng cây tại thôn Ninh Thôn, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi. Năm 2022, huyện Ân Thi phấn đấu trồng trên 18.000 cây các loại, trong đó cây ăn quả là 17.000 cây, tập trung vào các giống cây ăn quả có giá trị kinh tế cao như vải lai chín sớm, vải trứng, còn lại là cây lấy gỗ bóng mát. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu cùng toàn thể nhân dân đã trồng cây xanh hai bên đường lối vào di tích cây đa Ninh Thôn, là nơi thành lập chi bộ đảng đầu tiên, tiền thân Đảng bộ huyện Ân Thi. Những năm qua, Công an tỉnh Hưng Yên đã tích cực hưởng ứng phong trào trồng cây, góp phần quan trọng trong bảo vệ môi trường và biến đổi khí hậu. Sau mỗi năm, hàng cây xanh được trồng mới tăng diện tích phủ kín bóng mát trong cơ quan, đơn vị. Nhân dịp đầu xuân Nhâm Dần 2022, Công an tỉnh đã phát động toàn thể cán bộ, chiến sĩ, công an, các đơn vị địa phương tích cực tham gia trồng cây, thiết thực góp phần thực hiện chương trình trồng 1 tỷ cây xanh trong giai đoạn 2021-2025 vì một Việt Nam xanh. Nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, tạo bóng mát, góp phần tích cực trong việc bảo vệ môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, góp phần thực hiện có hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ. Tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 168 về trồng cây nhân dân giai đoạn 2022-2025, phấn đấu trồng khoảng 43.000 cây nhân dân các loại. Những năm gần đây, khi đi qua xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ, mọi người đều ấn tượng về những hàng hoa giấy mọc lên cứ sau mỗi tuyến đường mới được hoàn thành. Toàn bộ những bồn hoa này đều là nguồn xã hội hóa do nhân dân đóng góp với trị giá gần 1 triệu đồng mỗi bồn. Màu xanh của cây lá cùng với sắc màu của hoa giấy đã khoác lên miền quê nông thôn mới này những gam màu tươi sáng hơn. Bà con thôn Long Cầu đã cùng nhau xây dựng một tuyến đường rất đẹp. Dùng cây cảnh nó thay đổi với cái không khí, cái môi trường thì phải nói rất trong sạch. Không những là ở đường làng mà trong gia đình nhiều những cái nhà các cụ già của chúng tôi là đều có cây cảnh, hoa lá rất vui tươi. Đường hoa được như ngày hôm nay là trong cấp ủy ban chỉ huy chúng tôi đã phân công từ 3 đến 4 đồng chí kết hợp ban công tác mặt trận cùng chăm sóc cây cảnh theo định kỳ và đã cắt tỉa, chăm bón, tưới phân để cho cây được xanh đẹp. Không chỉ ở vùng nông thôn, nhiều khu công nghiệp, khu đô thị của Hưng Yên cũng đã và đang được quan tâm phủ xanh bằng hệ thống cây xanh mát. Phong trào trồng cây mùa xuân đã tạo cảnh quan xanh sạch đẹp đường phố, khu phố, cơ quan, doanh nghiệp, đường làng ngõ xóm, góp phần thay đổi diện mạo phố phường, khu dân cư nông thôn mới của các địa phương. Năm 2021, toàn tỉnh trồng được trên 226.000 cây, các huyện, thị xã, thành phố đều trồng vượt kế hoạch đề ra. Xã Tân Dân là mỗi năm trồng 200 cây xanh, các đường ngõ và đường xóm là đều trồng cây xanh để đảm bảo về môi trường xanh sạch đẹp. Điểm nhấn của việc trồng cây nhân dân năm 2022 là chúng tôi tập trung vào các tuyến đường giao thông nông thôn kiểu mẫu để xây dựng những cái tuyến đường xanh sạch đẹp, góp phần nâng cao đời sống của người dân nông thôn. Và cái điểm thứ hai nữa là cái việc trồng cây nhân dân này sẽ góp phần vào xây dựng, thực hiện cái đề án xây dựng huyện Phù Cừ trở thành huyện nông thôn kiểu mẫu. Huyện Yên Mỹ chúng tôi xác định những cái tuyến đường được đầu tư đến đâu thì sẽ có cây xanh, cây bóng mát đến đấy để vừa tạo cái cảnh quan, vừa bảo vệ môi trường. Nhằm góp phần thực hiện có hiệu quả đề án trồng 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 của Chính phủ, ngày 8 tháng 11 năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên đã ban hành kế hoạch số 168 về trồng cây nhân dân giai đoạn 2022-2025. Phấn đấu trong khoảng thời gian này sẽ trồng gần 43.000 cây nhân dân các loại tại 186 tuyến đường, 168 khu cụm công nghiệp, khu đô thị mới và 162 khu vực công cộng. Với việc quyết tâm thực hiện kế hoạch, những tuyến đường mới được đầu tư nâng cấp mở rộng trên địa bàn tỉnh hứa hẹn sẽ được khoác lên mình diện mạo mới bởi những hàng cây kèn hồng, bàng Đài Loan, bằng lăng, Osaka hoa vàng và hoa ban Tây Bắc. Với tính năng cải thiện môi trường không khí và khí hậu rất tốt trên các tuyến đường bộ, cây xanh ngày càng có vai trò quan trọng và trở thành yếu tố cần có cho những đoạn đường đi qua khu vực dân cư và trong phát triển giao thông bền vững. Việc trồng và quản lý cây xanh trên các tuyến đường một cách hợp lý còn góp phần tạo nên nét độc đáo và điểm nhấn cho công trình giao thông. Thưa quý vị và
và các bạn, chiều nay đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra và đôn đốc tiến độ theo kế lúa xuân tại một số địa phương. Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, đến ngày 8 tháng 2, nông dân trong tỉnh đã xuống đồng gieo cấy được trên 2.000 ha, trong đó gieo thẳng được 1.500 ha. Kiểm tra tiến độ gieo cấy lúa xuân tại các huyện Tiên Lữ, Phù Cừ, Ân Thi, Kim Động, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đề nghị ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương tập trung chỉ đạo nông dân kiểm tra đồng ruộng, chủ động rút nước mặt ruộng khoa học hiệu quả để tạo thuận lợi cho việc gieo cấy lúa xuân. Tập trung làm đất lần hai thật kỹ nhuyễn trước khi gieo cấy, tạo tiền đề cho cây lúa sớm bén rễ hồi xanh, sinh trưởng phát triển tốt, hạn chế sâu bệnh. Huy động tối đa lực lượng phương tiện để gieo cấy thật nhanh khi mạ đủ tuổi, đồng thời mở rộng mô hình liên kết ứng dụng 100% cơ giới hóa trong sản xuất từ làm đất, gieo cấy, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, thu hoạch, tiếp tục triển khai các biện pháp diệt chuột. Phấn đấu hoàn thành gieo cấy trong thời vụ của tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các địa phương tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân tích tụ ruộng đất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, trình độ thâm canh của từng địa phương, đào tạo nghề cho lao động sản xuất nông nghiệp, đồng thời nghiên cứu đề xuất với tỉnh xây dựng mô hình gieo cấy lúa theo hướng sản xuất hữu cơ. Những năm qua, huyện Ân Thi đã đẩy mạnh việc cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, từng bước giúp bà con nông dân thay đổi tập quán canh tác, góp phần giảm chi phí đầu tư, tăng năng suất. Việc ứng dụng cơ giới hóa không chỉ dừng lại trong các khâu làm đất, chăm sóc và thu hoạch. Những năm gần đây, nhiều cánh đồng tại huyện Ân Thi, bà con nông dân đã đưa máy cấy vào sản xuất lúa với mục đích giảm chi phí sản xuất, giải quyết tình trạng thiếu lao động và tăng hiệu quả canh tác. So với các phương pháp gieo cấy truyền thống, lúa cấy bằng máy cấy nông và thưa hơn nên lúa đẻ nhánh sớm, đẻ khỏe, chỗ tập trung, bông dài và to nên cho năng suất cao hơn từ 8 đến 10%. Ngoài ra sản xuất lúa theo phương pháp mạ khay và cấy lúa bằng máy còn giảm từ 10 đến 15% lượng giống so với phương pháp cấy truyền thống. Việc đưa máy cấy vào sản xuất góp phần thay đổi tập quán sản xuất lúa nhỏ lẻ, manh mún, thúc đẩy liên kết để hình thành vùng sản xuất lúa cánh đồng lớn tập trung như ở các xã Đa Lộc, thị trấn Ân Thi, Xuân Trúc. Huyện Văn Giang hiện có gần 820 ha hoa cây cảnh, trong đó gần 410 ha cam quất bưởi cảnh, trên 400 ha cây hoa các loại và cây xanh công trình. Trong dịp Tết Nguyên đán, 90% số lượng hoa cây cảnh của huyện đã được tiêu thụ với doanh thu ước đạt trên 400 tỷ đồng. Để có kết quả trên là do ngay từ đầu năm 2021, huyện Văn Giang đã chủ động xây dựng kế hoạch đẩy mạnh việc xúc tiến tiêu thụ hoa cây cảnh một cách đa dạng, phong phú và hiệu quả. Để tạo điều kiện cho các nhà vườn tiêu thụ hoa cây cảnh kịp thời trong dịp Tết, huyện đã chỉ đạo các xã thị trấn tổ chức phân luồng giao thông tạo điều kiện thuận lợi nhất để nhân dân vận chuyển tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, dịp Tết Nguyên đán năm nay do lượng hoa nhập khẩu từ nước ngoài về Việt Nam ít nên thị trường tiêu thụ hoa cây cảnh thuận lợi hơn. Các loại hoa cây cảnh của huyện luôn ở trong tình trạng cung không đủ cầu. Đặc biệt là các loại hoa như dạ yến thảo, bạch trà, hồng trà, hoa lan. Riêng tình hình tiêu thụ cam quất bưởi cảnh trên địa bàn huyện chậm hơn mọi năm, nhưng đến thời điểm giáp Tết, tiêu thụ thuận lợi, tỷ lệ tiêu thụ tại vườn đạt 90%. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, hoạt động đầu tư, hợp tác kinh doanh của các doanh nghiệp tại Hưng Yên gặp không ít thách thức khó khăn. Tuy nhiên, với sự chủ động, linh hoạt trong kiểm soát dịch bệnh và đồng hành cùng khó khăn của doanh nghiệp đã tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phát triển, qua đó góp phần quan trọng trong việc thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh. Từ năm 2021 đến nay, toàn tỉnh đã thu hút thêm 69 dự án đầu tư, trong đó có 50 dự án đầu tư trong nước với tổng số vốn đăng ký đạt trên 52.000 tỷ đồng, 19 dự án nước ngoài với tổng số vốn đăng ký trên 678 triệu đô la Mỹ. Đồng thời, điều chỉnh số vốn đầu tư cho trên 50 dự án, đưa tổng số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh hiện có lên 2.058 dự án với tổng số vốn đăng ký lên gần 245.000 tỷ đồng và gần 6 tỷ đô la Mỹ, tăng 900 triệu đô la Mỹ so với năm 2020. Có thêm 45 dự án đi vào hoạt động, tạo việc làm cho gần 6.000 lao động. Trong đó, có nhiều dự án lớn đầu tư được điều chỉnh tăng diện tích và vốn như khu công nghiệp Thăng Long 2, khu công nghiệp sạch thuộc tổ hợp khu công nghiệp và đô thị dịch vụ Lý Thường Kiệt. Thưa quý vị và các bạn,
Vượt qua khó khăn của năm 2021, nhiều doanh nghiệp nhờ đầu tư công nghệ để nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm nên kết quả sản xuất kinh doanh vẫn đạt khá, tạo đà cho thắng lợi trong năm 2022. Nhiều tín hiệu lạc quan khởi sắc hơn từ các doanh nghiệp trong năm nay. Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn Hải Hà chuyên về lĩnh vực may mặc không những giữ vững việc làm thu nhập cho trên 100 lao động, mà còn có doanh thu tăng 25% so với năm trước. Với đơn hàng và nhịp độ sản xuất ngay từ đầu năm, doanh nghiệp tự tin vào mức tăng trưởng sẽ đạt cao trong cả năm 2022. Dự kiến năm 2022 này, với những cái khách hàng người ta đã làm việc với mình và đã tin tưởng, người ta vẫn có những cái cam kết đặt hàng lâu dài với công ty, thì tôi chắc chắn là năm 2022 thì kết quả sẽ tốt hơn năm 2021. Quá trình chống chọi, thích ứng với đại dịch COVID-19 trong hơn 2 năm qua đã giúp từng doanh nghiệp có sự thích ứng, điều chỉnh linh hoạt và phù hợp hơn nhằm hạn chế ảnh hưởng sản xuất ở mức thấp nhất. Vừa đẩy mạnh sản xuất, vừa thực hiện tốt các biện pháp chống dịch là hai nội dung đều được từng doanh nghiệp thực hiện trong năm qua và cả thời gian tới để sớm lấy lại đà tăng trưởng so với thời điểm trước đại dịch COVID-19 xảy ra. Trên tinh thần là vừa chống dịch đảm bảo được cái an toàn cho nhà máy nhưng vừa phải thúc đẩy cho cái sản xuất và dùng rất nhiều các cái biện pháp để đảm bảo an toàn và chúng tôi đã thành công. Năm tới thì chúng tôi tiếp tục phát triển về các cái mảng nhựa thân thiện với môi trường như là nhựa kỹ thuật để phục vụ các ngành công nghiệp, và chính vì hiện nay ở Việt Nam thì rất nhiều các cái quốc gia đầu tư và Việt Nam như là Nhật Bản và Hàn Quốc họ rất là cần các cái doanh nghiệp phụ trợ như Việt Nam chúng ta. Đến nay hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đã đi vào sản xuất trở lại sau thời gian nghỉ Tết. Tín hiệu lạc quan từ cộng đồng doanh nghiệp cho thấy cơ hội hợp tác và số đơn hàng của từng doanh nghiệp đã ký kết đều tăng so với năm cũ. Với lòng yêu nghề và tinh thần tự học, tự nghiên cứu, cô giáo Trương Mộng Tiện, môn sinh học trường Trung học phổ thông Phù Cừ, không chỉ trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn có nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp dạy và học. Với mong muốn học sinh có thể áp dụng kiến thức trong các kỳ thi và cả thực tiễn cuộc sống, những năm qua cô Diện luôn dày công nghiên cứu đưa ra nhiều sáng kiến đổi mới phương pháp dạy và học. Nhiều công trình nghiên cứu của cô được đánh giá cao và đăng tải trên các tạp chí chuyên ngành như sử dụng phương pháp algorithm trong dạy học sinh học, cơ sở khoa học của việc vận dụng algorithm trong dạy học. Đặc biệt, cô Diện là một trong những giáo viên tiên phong trong việc ứng dụng giảng dạy STEM tại trường Trung học phổ thông Phù Cừ. Để chuẩn bị một tiết học STEM thì bản thân tôi thấy rằng là đòi hỏi rất là nhiều thời gian, công phu hơn và cũng phải có cái sự chuẩn bị rất là chu đáo về cả cái phương pháp dạy học lẫn hình thức tổ chức lẫn các cái phương tiện, dụng cụ, thiết bị đi kèm. Dù rất là khó khăn, rất là vất vả và đòi hỏi nhiều tư duy, nhiều công sức nhưng mà thiết thực với học sinh và nó đáp ứng được cái yêu cầu của đổi mới giáo dục hiện nay. Vì vậy cho nên là bản thân tôi sẽ ngày càng phát triển hơn về các cái tiết học STEM này trong nhà trường. Sự cố gắng ứng dụng phương pháp dạy học hiện đại của cô Diện đã đem lại những trái ngọt khi học sinh hiểu bài, thích thú với môn sinh học. Đội tuyển học sinh giỏi môn sinh học, đội tuyển thi khoa học kỹ thuật do cô bồi dưỡng hướng dẫn đạt nhiều thành tích nổi bật như giải ba quốc gia, giải nhất, giải nhì, thi giải toán sinh học bằng máy tính cầm tay, giải ba sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp tỉnh. Cô đã đưa rất nhiều cái ví dụ thực tế về đời sống, những căn bệnh và những cái biểu hiện mà cơ thể chúng ta mà hay gặp để bọn em có thể tiếp thu và hiểu được kiến thức rõ hơn. Nên là khi mà học cô thì em cảm thấy môn sinh rất là dễ hiểu, dễ tiếp cận, không hề khó như những gì mà mình đã từng nghĩ ạ. Cô Trương Mộng Diện là một trong số rất là ít những cô giáo tiến sĩ mà dạy ở phổ thông. Cô là một cô giáo luôn nỗ lực phấn đấu, rất là say sưa chuyên môn và cũng đạt được rất là nhiều những thành tích đáng khích lệ. Cô được đồng nghiệp, phụ huynh học sinh và các em học sinh rất là tin yêu. Những ngày giáp Tết Nguyên đán, niềm vui đối với cô Diện đó là cô vừa được cấp bằng tiến sĩ về lý luận
và phương pháp dạy học bộ môn sinh học. Trong bối cảnh học sinh phải học trực tuyến trong thời gian dài, những giáo viên như cô Diện đã biến khó khăn thành động lực để đổi mới, sáng tạo, đưa ra nhiều sáng kiến góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, 24 giờ qua, tỉnh Hưng Yên ghi nhận thêm 240 ca dương tính với SARS-CoV-2. Sau 2 ngày đi làm trở lại, số ca mắc mới tăng nhẹ so với thời điểm nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Trong 240 ca mới ghi nhận, có 103 ca phát hiện bằng phương pháp PCR và 137 ca phát hiện bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên. Số ca bệnh đang còn quản lý điều trị toàn tỉnh là trên 6.300 ca, giảm mạnh so với thời điểm trước Tết Nguyên đán. Trong đó, trên 2.600 ca điều trị tập trung và trên 3.700 ca điều trị tại nhà. Trong ngày, có 104 ca được ra viện, 4 ca phải chuyển viện. Mời quý vị và các bạn tiếp tục chương trình với phần tin quốc tế. Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron ngày 7 tháng 2 vừa qua đã có cuộc hội đàm trực tiếp quan trọng kéo dài 5 giờ đồng hồ để tìm cách tháo ngòi căng thẳng liên quan tới vấn đề Ukraine. Và sau hội đàm, phía Nga tuyên bố sẵn sàng thỏa hiệp và cân nhắc các đề xuất của Tổng thống Pháp. Phát biểu sau cuộc thảo luận kéo dài 5 giờ đồng hồ, Tổng thống Vladimir Putin không tiết lộ nội dung các đề xuất, song nhấn mạnh một số ý tưởng của người đồng cấp Pháp có thể đặt nền móng cho tiến bộ chung. Nhà lãnh đạo Nga đồng thời một lần nữa cáo buộc Tổ chức Hiệp ước Quân sự Bắc Đại Tây Dương NATO và Ukraine đe dọa an ninh và hòa bình ở châu Âu khi từ chối chấm dứt các chính sách thù địch chống Moscow. Cùng ngày, Điện Élysée cho biết, các đề xuất của Tổng thống Emmanuel Macron bao gồm cam kết của cả hai bên không triển khai thêm bất kỳ sáng kiến quân sự mới nào có thể làm gia tăng căng thẳng, cũng như bắt đầu đối thoại về Ukraine hay thậm chí là đối thoại chiến lược. Ông Macron là nhà lãnh đạo phương Tây đầu tiên gặp Tổng thống Nga Putin kể từ khi căng thẳng leo thang hồi cuối năm 2021 vừa qua. Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc vừa qua công bố quy định mới về phòng chống COVID-19 tại các trường học và hướng tới mục tiêu là đi học bình thường kể từ tháng 3 tới đây. Phát biểu trước báo giới, Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc khẳng định Bộ đang chuẩn bị cho kỳ học mới một cách kỹ lưỡng và trách nhiệm nhất, dù thừa nhận khó khăn để nói trường sẽ quay trở lại bình thường từ tháng 3, nhưng Bộ trưởng Giáo dục Hàn Quốc cho rằng đây là điều cần thiết để giúp học sinh bù đắp các kiến thức thiếu hụt sau 2 năm học từ xa. Cùng với đó, Bộ Giáo dục Hàn Quốc cũng đưa ra khung 4 cấp độ để các trường chọn biện pháp dạy học phù hợp với tình hình dịch bệnh. Kế hoạch linh hoạt ở chỗ, mỗi trường có thể tự quyết định thời điểm học trực tuyến và trực tiếp, dễ dàng ứng phó theo tình hình thực tế. Chính phủ Australia vừa tuyên bố sẽ mở cửa biên giới quốc tế kể từ ngày 21 tháng 2 và chấm dứt gần 2 năm đóng cửa để hạn chế dịch bệnh. Phát biểu ngày 7 tháng 2, Thủ tướng Australia Scott Morrison tuyên bố điều kiện để du khách được nhập cảnh vào Australia là phải tiêm đủ 2 mũi vaccine ngừa COVID-19. Thủ tướng Australia cũng lưu ý rằng các bang có thể tự duy trì các quy định cách ly riêng của họ. Thông báo trên là bước cuối cùng trong quá trình dỡ bỏ dần các hạn chế biên giới quốc tế, được nước này khởi động từ tháng 11 năm 2021. Quyết định mở cửa được đưa ra trong bối cảnh số ca nhiễm và nhập viện cần được chăm sóc đặc biệt vì COVID-19 có xu hướng giảm trên phần lớn lãnh thổ. Nhằm đẩy mạnh chương trình tiêm chủng và khuyến khích trẻ em tham gia chương trình tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, các trung tâm tiêm chủng tại Philippines đã triển khai các chương trình để thu hút trẻ em, như chương trình biểu diễn có sự tham gia của những nhân vật siêu anh hùng mà hầu hết trẻ em đều yêu thích. Tại thủ đô Manila, trẻ em trong độ tuổi từ 5 đến 11 sau khi tiêm chủng sẽ được các nghệ sĩ tặng những quả bóng, tạo hình thành những chiếc gương hay chụp ảnh cùng nhân vật siêu anh hùng giả trang. Ngoài ra, giới chức Philippines còn tiến hành tiêm chủng ngay tại vườn bách thú để thu hút trẻ em tham gia tiêm chủng. Cũng giống như nhiều quốc gia khác, trẻ em tại Philippines không được đến trường trong nhiều tháng qua do lo ngại dịch bệnh COVID-19. Hiện Philippines đang tìm cách tiêm chủng cho 15 triệu trẻ em ở quốc gia này. Trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia công bố kế hoạch mở cửa trở lại, ngành du lịch lữ hành toàn cầu trong năm 2022 dự kiến sẽ trở lại mức gần như trước khi đại dịch xảy ra. Mới nhất, Maroc và Australia đã thông báo mở cửa trở lại cho khách du lịch quốc tế lần lượt từ ngày 7 tháng 2 và 21 tháng 2. Ngay cả New Zealand, quốc gia từng có thời gian theo đuổi chiến lược Zero Covid, cũng đang dần mở cửa. Lãnh đạo nhiều quốc gia cũng như các chuyên gia dịch tễ hàng đầu trên thế giới đều kêu gọi thay đổi cách tiếp cận với virus, xem Covid-19 như một phần của cuộc sống hàng ngày. Khảo sát mới đây với 1.000 người Mỹ đã đi du lịch hoặc công tác trước khi đại dịch xảy ra cho thấy 91% trong số này cho biết
họ có kế hoạch đi du lịch trong vòng 6 tháng tới. Một khảo sát quy mô lớn hơn cũng cho thấy 31% người được khảo sát khẳng định COVID-19 không ảnh hưởng đến quyết định đi du lịch của họ. Trong một nỗ lực để thúc đẩy sự phục hồi ổn định của lĩnh vực du lịch, giới chức Thái Lan dự kiến sẽ có các cuộc đàm phán về thỏa thuận bong bóng du lịch song phương với Trung Quốc và Malaysia vào cuối tháng này. Người phát ngôn chính phủ Thái Lan cho biết, một thỏa thuận với Thái Lan sẽ xác định số người được phép tham gia trao đổi, bao gồm các quy định về thị thực, du lịch và bảo hiểm. Các du khách đi theo chương trình bong bóng du lịch giữa Thái Lan với Trung Quốc và Malaysia sẽ không phải thực hiện cách ly, có thể được cấp thị thực đặc biệt và địa điểm lưu trú. Các bên cũng sẽ thảo luận cụ thể về hạn mức chi trả bảo hiểm y tế, số lượng khách được phép qua lại, cũng như khu vực du khách có thể đi lại để ngăn chặn dịch bùng phát. Phần tin quốc tế cũng đã khép lại chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.